Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của đồng cỏ. Bạn có nghĩ gì bởi đồng cỏ? Đồng cỏ, nếu gia súc của bạn đang cảm thấy đói, bạn nên cho họ đồng cỏ hay gặm cỏ trong một sân cỏ thoáng, biết đến như một đồng cỏ. Là một danh từ, đồng cỏ là một cánh đồng nơi các động vật như ngựa và gia súc có thể chăn thả hoặc kiếm ăn. Đồng cỏ cũng có thể đề cập đến các loại cỏ hoặc các loại cây khác mọc trên đồng cỏ. Tại sao đồng cỏ lại quan trọng? Cho dù một nhà sản xuất là bán thời gian hay thương mại, đồng cỏ Tết đều tốt, đều có lợi nhuận. Họ có thể cung cấp một nguồn thức ăn chăn nuôi kinh tế, giảm yêu cầu lao động, xây dựng đất đai và độ phì nhiêu, giảm xói mòn và giảm sự xâm lấn của cỏ dại độc hại. Đặc biệt của đồng cỏ tự nhiên là gì? Thảm thực vật của đồng cỏ bao gồm chủ yếu là các loại cỏ với sự xen kẽ của các cây họ đậu và các loại cây khác, cây thân thảo không phải cỏ. Đồng cỏ thường được chăn thả trong suốt mùa hè, trái ngược với đồng cỏ mà hoặc sử dụng cho chăn thả chỉ sau khi bị cắt đi để làm cỏ khô cho thức ăn gia súc. Làm thế nào để làm một đồng cỏ lớn hơn? Đồng cỏ có kích thước nên lớn đủ để xử lý tốc độ thả giống và chăn thả hệ thống. Ví dụ hai đồng cỏ có kích thước một mẫu ăn là đủ để chăn thả luân phiên của hai con ngựa trưởng thành. Đồng cỏ hình chữ nhật có xu hướng phù hợp với ngựa vì chúng khuyến khích tập thể dục. Bạn có thể làm gì trên đồng cỏ? Đất chăn thả là thể là đồng cỏ tươi tốt hoặc đất trồng trọt đã được gieo hạt. Đất đồng cỏ thường được sử dụng để chăn thả gia súc, nhưng vị trí, quyền truy cập và quy mô của nó có thể tăng tiềm năng cho các mục đích sử dụng khác như chuyển đổi bãi hoặc đầu tư dài hạn. Bạn có ý nghĩ gì bởi quản lý đồng cỏ? Đồng cỏ được định nghĩa là thực hành đồng cỏ khỏe mạnh và các loại cây liên quan đến duy trì sự lợi nhuận, có sẵn thức ăn thô săn và chăn nuôi trong khi vẫn đảm bảo sức khỏe sinh thái. Nhiều chủ trang trại hiện nay khẳng định rằng hoạt động chính của họ là trồng cỏ chứ không phải là thịt bò. Làm thế nào để bạn quản lý đồng cỏ? Thứ nhất, kiểm kê đồng cỏ. Đi bộ qua từng đồng cỏ và tiến hành kiểm kê các loại cỏ và cỏ dại, hàng rào, cổng và máng nước. Thứ hai, tạo một khu vực hy sinh nghỉ ngơi. Thứ ba, chăn thả quay gặm cỏ. Thứ bốn, cắt và bừa. Thứ năm, bón phân đúng tỷ lệ, đúng thời điểm. Tại sao đồng cỏ được nuôi tốt hơn? Mọi việc có lượng calo và chất béo tổng hợp thấp hơn. Đồng cỏ thực phẩm được nuôi dưỡng có hàm lượng vitamin cao hơn và cân bằng chất béo omega 3 và omega 6. Tốt hơn so với các sản phẩm thịt sữa và thông thường. Trứng từng gia cầm được nuôi trên đồng cỏ có ít chất béo hơn 10%, nhiều vitamin E hơn 40% và nhiều omega 3 hơn 400%. Có phải đồng cỏ nuôi trứng khỏe mạnh không? Như bạn có thể thấy, trứng gà mái có nhiều dinh dưỡng hơn so với thông thường trứng bạn có thể tìm thấy ở siêu thị. Chúng có hàm lượng vitamin E, E và omega 3 cao hơn, cũng như giảm cholesterol và chất béo bão hòa. Tóm tắt, trứng pasteur giàu vitamin E và E cũng như omega 3. Làm thế nào để bạn bắt đầu một đồng cỏ? Cơ sở đồng cỏ. Thứ nhất, chọn bãi và đồng cỏ, đánh giá điều kiện đồng cỏ và đất và bắt đầu lên kế hoạch. Thứ hai, thực hiện kiểm soát độ cỏ dại và dịch hại cho năm trước. Thứ ba, quản lý bãi cỏ dẫn đến gieo học thông qua giống trước khi gieo hoặc thăm thả. Thứ bốn, đảm bảo kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh hiệu quả khi gieo hạt. Yếu tố quan trọng nhất là phải để thành công. Cỏ mọc non như thế nào? Trong khi cỏ sẵn bắt đầu mọc trở lại trong khi ít nhất 4 ngày.
tái chăn thả và cách phát triển các mẹo pha nguy hiểm tiềm năng tăng trưởng của cây, cho phép thời gian thích hợp để mái chèo nghỉ ngơi và trẻ hóa quan trọng hơn tần số của vòng quay. Tôi có thể để đồng cỏ của tôi đi vào hạt giống không? Mặc dù cỏ được đưa ra một thời gian, nhưng việc cắt cỏ sớm để loại bỏ đầu hạt giống là một lựa chọn tuyệt vời nếu cần thiết trong đồng cỏ của chúng ta. Nếu chúng ta chăm thả hoặc cắt cao hơn, chúng ta ủng hộ cỏ vươn cây, ăn quả tăng trưởng và cho phép tất cả các loại cỏ tiếp tục phát triển. Lá không những rễ ngừng tăng trưởng để tạo ra lá mới. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.